Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Vào ngày 23 tháng 6 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 10.000 top cần có ký hiệu là CRX đến từ sàn Karakas Swap nè bạn. Thì bạn nào có làm dự án này thì cần lưu chiếc phần link mô tả dưới video mở link form ra khai báo để tôi cần phân phối nha các bạn. Thì dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email các bạn vào nè. Dòng thứ hai thì các bạn điền lỡ Telegram ID trước kia các bạn đã khai báo trên bot nè, thì các bạn mở Telegram của tất cả bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào qua cạnh cùng, các bạn vào setting nè, các bạn copy UID nè các bạn. Rồi sau đó các bạn dán vào đây, tiếp tục các bạn điền là username Telegram bạn đã set bot rồi, thì các bạn copy username này nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn điền là username Twitter của tất cả bạn này. Twitter trước kia các bạn đã khai báo trên bot các bạn. Đây nè, 9. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ với BNB Smart Chain S20 trước kia các bạn đã khai báo trên bot các bạn. Rồi các bạn dán vào đây, sau đó gỡ là xong nha các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn rút 10.000 top cần có cái hiệu là CRX đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.